5 lý do để giải thích vì sao Singapore phát triển thần kỳ như vậy. 1. Chính sách trọng dụng người tài. Từ khi ông Lý Quang Diệu lên nắm quyền điều hành đảng PAP, đã có chủ trương tập hợp những người có tài năng vào vấn vào bộ máy lãnh đạo. 2. Chế độ một đảng. Đảng PAP trực tiếp lãnh đạo đất nước. Trong bộ máy lãnh đạo của chính phủ Singapore chỉ có duy nhất một đảng PAP do Tổng Bí Thư kiêm luôn vị trí Thủ tướng và trực tiếp điều hành đất nước. Còn các vị trí bộ trưởng là do các đảng viên cao cấp đảm nhiệm. Do đó, mỗi một đường lối, chính sách của đảng đều đạt được sự thống nhất do các đảng viên cao cấp trực tiếp thực hiện. 3. Sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. 4. Đảm bảo sự dân chủ trong bộ máy lãnh đạo, tôn trọng nhân dân, hiểu được sức mạnh của nhân dân trong việc duy trì và xây dựng đất nước phát triển lớn mạnh. 5. Quyết liệt trong công tác chống tham nhũng. Sự quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng của chính phủ Singapore giúp nước này trở thành một trong số quốc gia có bộ máy lãnh đạo trong sạch nhất trên thế giới.